Mạnh lên nào, mạnh lên nào. Lưỡi ơi, mạnh lên. Thở đi, thở đi. Yêu quá, yêu quá. Cứ như thế này chắc chắn là không được. Sức mạnh của mình chỉ dành chân tại chỗ mà thôi. Rồi, bộc phát một lần nữa nào. Lưỡi điện ngọc siêu cấp. Thành công rồi, thành công rồi. Là dung nham, dung nham. Cuối cùng sức mạnh của mình có thể sinh ra lưỡi dung nham rồi. Vậy là mình có cơ hội đánh bại được một số kẻ mạnh rồi. Cậu bé, cậu bé, cuối cùng ta cũng tìm được một anh hùng cứu thế giới rồi. Cậu bé, nào vậy? Cậu bé, kẻ nào vậy? Là ta, là ta. Ta là siêu nhân, ta là Superman đây. Cái gì? Superman cho mà kéo kiếp chứ vậy? Người dám lừa ta à? Rõ ràng ta xem trong TV Superman nhìn bảnh tròn lắm nè. Ta xuống. Cậu bé, đừng. Ta sắp chết rồi. Mau nói rõ sự thật cho ta nghe. Ta đến đây để mang thông điệp cầu cứu. Cậu hãy cứu thế giới của ta. Cái tên cấn đạo này, ngươi lại nói dối nữa à? Ngươi không mau khai sự thật đi. Nếu không, lưỡi dung nham của ta sẽ đốt cháy ngươi. Ta đã từ tương lai, các anh hùng tại thế giới của ta đều bị khống chế. Bọn chúng trở nên độc ác và biến chất. Người nói dối. Ôi bệ đà. Con, đừng bà. Ta nói sự thật đó. Ta không nói dối đâu. Ta là Superman mà. Sự thật ở tương lai đã diễn ra những chuyện như vậy hay không? Đúng, sự thật là vậy. Khó tin. Người đến đây bằng cách nào? Ta đã bay ngược vòng trái đất để trở về quá khứ tìm một ai đó. Một ai đó có năng lực ngăn chặn chuyện này. Vậy, người muốn ta giúp thì ta sẽ đến đó như thế nào? Bây giờ, trong người tôi chỉ còn một tí sức lực mà thôi. Tôi sẽ mở ra một cánh cổng không gian. Cánh cổng không gian hay sao? Cậu bé, hãy chui qua cánh cổng đó để tới tương lai. Cậu phải ngăn chặn những chuyện khủng khiếp ở tương lai. Nhanh lên, nếu không sẽ rất nhiều người chết. Nếu người lừa dối ta, dù người có là ai đi nữa, ta cũng sẽ xé xác người đó. Được rồi, mau thực hiện đi. Cảm ơn cậu nhóc. Bây giờ tôi sẽ mở cánh cổng ra. Cậu bé, mau đi, tôi sắp hết sức lực rồi. Được rồi, ta sẽ tới tương lai để xem chuyện gì đang xảy ra. Cố lên. Thông báo, tất cả những người dân còn tỉnh táo hãy nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực này. Sao thành phố ở tương lai vắng tè hết vậy? Mọi người đâu rồi? Đằng kia có người. Có gì ai? Cho tôi hỏi một tông chi. Thành phố đang xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đâu hết rồi? Làm gì vậy? Còn làm gì tôi vậy? Tránh ra đi. Những người này bị cái bệnh gì vậy? Đừng sao anh? Những tên này không xong rồi. Còn người ở thành phố tương lai đang mắc một cái thứ bệnh gì đó. Bọn chúng không kiềm chế mình phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Có tiếng của phụ nữ la làng. Xảy ra chuyện gì nữa đây? Về đi xem mới được. Đằng này. Bên dưới cái cầu này mình phải nhảy xuống mới được. Là siêu anh hùng Flash hay sao? Làm ơn tha cho tôi đi. Bây giờ tôi sợ còn lại chúng mày thì chúng mày sợ à? Cho tao hưởng thụ nhan sắc của mày đi. Vậy là tên Superman kia nói sự thật. Mình
mình sẽ ngăn chặn lại những tên siêu anh hùng bí chất này. Hả? À, hắn đâu rồi? Hắn nhanh quá, nhanh quá. À, thằng nhóc con chết tiệt, mày dám đánh tao à? Mày không biết tao là ai à? Tao là chú trời Flash đây. Ở thế giới này tao sẽ thống trị tất cả. Tịnh không kiếm, tịnh bản thiếu. Ngươi là siêu anh hùng, mà ngươi lại đi làm những tội ác như vậy à? Ta sẽ bảo vệ công lý, ta sẽ xóa sổ lũ kia ngươi. Tất cả anh hùng đều chung một phe. Lũ con người đáng phải bị trừng trị. Lúc bọn tao là những kẻ cầm đầu thống trị bọn chúng, bởi vì bọn chúng quá ngu ngốc và yêu đuối. Cảm ơn. Đồng con, mày là ai? Sức mạnh của ba tộc nữa. Càng gì gia nhập với bọn tao sẽ có nhiều điều hay cho mày đấy. Không bao giờ. Tao là xin cậu bí quốc trì mà tốc độ đã truyền lại cảm hứng cho tao. Tao là người kế thừa ông ấy, tiêu diệt những lũ bẩn thỉu, bảo vệ công lý. Thật cứng đầu, vì tao sẽ xé xác mày giống như lũ con người thấp hèn kia. Vậy ngon xé này, ngon xé đây, xé đây. Thì tao sẽ nuốt chính mày giống như mày vậy. Đúng là một tên bí chất. Tại sao hắn lại trở nên như vậy chứ? Là Batman. Tên Batman bình hoạn. Hắn đã biến các siêu anh hùng trở thành tay chân của hắn. Hả? Ê, cuối cùng có chuyện gì xảy ra tại thành phố này vậy? Tên Batman, hắn bị lây chất độc bởi tên Joker, sau đó trở nên điên loạn. Hắn đã khống chế các siêu anh hùng. Hắn làm cho bầu khí quyển này toàn chất độc là vừa cứu chúng tôi. Tăng nồng độ lên một chút. Khí này đậm đặc trong khí quyển cho lũ con người ngu ngốc đó hết. Rồi bọn chúng sẽ quy phục dưới chân của ta. Đây ba người ở đây. Đánh bắn theo. Tại sao? Ngươi lại làm hại con người. Mấy cái răng cứu ta. Thật nhóc chết tiệt. Đơn giản, bởi vì bọn chúng ích kỷ tham lam. Chắc chắn đây là cỗ máy phát khí độc của hắn rồi. Mình sẽ phá hết tất cả những thứ ở đây. Thật nhóc chết tiệt. Mày đi làm gì vậy? Bao xuất hiện nào? Bao cả nhau rồi. Kẻ nào nữa vậy? Bao sẽ xét thằng nhỏ đó cho tao. Chắc chắn đó, đó không lẽ là sơn của cậu hay sao? Cái thế giới tương lai này bị gì vậy? Mình phải chống lại hắn đây. Dung nham điện không? Hắn mạnh quá à. Phải làm sao đây? Bây giờ tạm thời bay chứ đã. Mình phải dùng lửa mà đông nổ thôi. Còn có cách nào khác đâu. Đúng rồi. Tại sao mình không nén những ngọn lửa thành ám sắc cao? Ai lắm. Cho mày chết nè. Sao có câu à? Ta là xin ba tốc độ dung nham. Ta sẽ thay thế tất cả. Nhóc con, anh cứu lấy thế giới đây, anh tiêu diệt tên Batman đi. Được rồi.